quyền nhiệm của tình yêu. Chúa chọn gọi một người làm linh mục, không phải vì con người ấy xinh đẹp, nhưng do tấm lòng quảng đại yêu thương của người. Hạt giống ơi gọi linh mục, Chúa đã gieo trồng nơi cha anh con dưỡng mốt mình giữa tuổi đôi mươi. Hạt giống này được khắc phụ trong lòng hội thánh qua sự dạy công dung sớm và cầu nguyện của nhiều người. Cách đây 10 năm, Chúa đã trao ban thánh chức cao trọng hơn cha, là linh mục cánh tay áo dài của Chúa Kitô. Tham dự thánh lễ hôm nay, hội đồng chúng ta kết thân thân tình tạ ơn Chúa nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục của cha anh con. Tạ ơn Chúa đã yêu thương chọn lựa và điều động đồng hành với cha trong 10 năm qua. Xin Chúa luôn gia tăng ơn thánh và nâng đỡ cha từng phút giây để cha yêu toàn sứ vụ phong đồ và là vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Trong yến lễ này, chúng ta dâng lên Chúa linh hồn Phêrô, Anna, Mikael. Xin Chúa tha thứ những giấc phạm và sớm đem ba linh hồn này và các đảnh linh hồn vào quê trời hưởng phúc vinh quang. Với những bí quyền trên, giờ đây chúng ta xuất sắc tham dự của chúng ta cứ bao nhiêu cũng không đủ
tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau, cảm ơn mọi người, bởi vì không ai là một hòn đảo, mọi người sống với nhau trong tình yêu thương, trong tình yêu lớn. Con đến đây là một sự lạ, bởi vì con không muốn làm bất cứ một điều gì to lớn. Vậy thì nếu như mình có làm được gì thì mình cũng nên tổ chức lễ, còn mình là nên tộc, mình tổ chức lễ thì nó càng tộc hơn. Thôi thì mặc các dân thánh lễ này, nhưng thánh lễ tạ tội với Chúa, xin quý vị cùng tạ lỗi với con vì 45 năm qua cũng như 10 năm qua là thêm quá nhiều tội, và thánh lễ này như xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con. Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin đáp sự Đức Giêsu Kitô của chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và tâm thông kiến của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi hai cùng vừa mới lên khi ngoại ngôn đang xuống dần, vì đời con ngàn muôn hầu ớt như muôn lớn lớn, Chúa luôn đổ xuống trên con tháng năm hoài mãi đi sang. Lời tạ ơn để nhắc nhớ con người của mỗi người chúng ta, Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn đó. Xin Chúa qua thánh lễ này nhận lời tạ ơn của bản thân con, của hội dòng, của quý vị quần lễ, và để lời tạ ơn của chúng ta được Chúa đón nhận cũng như bất cần bất xứng, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những lầm lỗi, những thiếu lỗi của phần người chúng ta. Tôi luôn nhận
đã cáo trước mặt dân chúng rằng Nam Bốt đã nguyền rủa thiên
Đó là lời Chúa.
Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Và người con em đang ngoan ngoãn được chúc phúc, bởi đâu tôi được thân mộng Chúa, tôi đến với tôi thế này. Vì ngày đây tay con người nghe đi nghe cả, thì đứa con trong bụng đã nhẹ lên vui sướng. Em thật phật phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ mà phải nói linh hồn tôi lời khen Thiên Chúa, thần trí tôi vẫn thở vui mừng vì Thiên Chúa đến cứu độ tôi. Phật tử thì nhẹ mọn vì ngoài tôi nhìn tớ, từ nay hết mọi đạo sẽ khen tôi nhiều phụ. Đến còn năm đã làm cho tôi biết con điểm tham cả, danh người thần trí thắng trí tôi. Đời nào có đời kia cho hãy vui xót thì ngay kính sợ đời. Chúa giơ tay biển dương sức mạnh, dạy tay thường lòng trí dương căn. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người thân cao ngoài kẻ kính nhường, kẻ đói nghèo chú ăn của đầy dư, người giàu có là những bề tay trắng. Chúa độ trì xoay con lớn của người, như đã hứa cùng trao cho tâm. Vì người dễ tạo lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Mà nếu như không biết tạ ơn Chúa thì tội
xuống đây xuống kia. Mấy anh bạn có ghét lắm, mà làm gì được nhau. Khi nghe giọng bài hát em có quyền giọng bài hát đó để mà cứu nó lên rằng cuộc đời của mình là ơn huệ để mình tạ ơn Chúa. Và đặc biệt trong cái lời kinh tiền tục, những lời ca tụng của chúng con cảm ơn gì cho Chúa nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ cuộc đời chẳng dài gì mà không tạ ơn. Lời tạ ơn không mất mát gì đâu, và hồi cùng là được ơn cứu độ của mình. Và trước khi được hưởng ơn cứu độ đó, Chúa cho mình được làm người, Chúa cho tôi các sai lầm được thánh dòng. Nhìn mấy bà 50 năm thánh dòng, 60 năm thánh dòng, các bà hè 15-20 năm thánh dòng mà đã cưới rồi, 60 năm thánh dòng bà vẫn còn 70 năm mình cười lo cái giá còn mình cái con số 55 thánh dòng như bà hay bà là ngồi bà nghe hai bà cười lo và còn mình cái đó. Mỗi một ngày sống lần lần tạ ơn, bởi vì dù ai đi chăng nữa, một ngày sống, một giờ sống, một giây sống, đó là ân huệ của Chúa. Còn chúng ta chỉ là một cục tạc nhỏ bé thôi ở đó mà ơn quá. Và rồi mỗi người chúng ta chắc có lẽ nhiều người cũng mang theo thân phận của mình, bản thân của con cũng như các vị ở đây chắc có lẽ cũng vậy. Nhiều khi con ngồi con suy nghĩ nghĩ ra có một con người khờ nhất cái cuộc đời này đi xuống trần gian này để làm gì, để cứu những con người tội lỗi, mà con người tội lỗi nhất là con người đã đứng lên đây. Giá như mình đã đứng cứu mình thì cũng mừng quệ chút, còn này mình tội lỗi quá mà cái con người này thương mình vô cùng nhiều. Nhìn về tội lỗi của mình con thấy con sai sai quá, có gì đó sai sai. Nhà mình thì chẳng khá giả gì để ăn ngày tắt cửa, ba mẹ thì cũng bị trục trặc về sống hôn nhân trong những năm đầu, gia đình đơn chiếc đi tu chẳng có ai đứng sau lưng, chẳng có đại gia cũng chẳng có ân nhân. Lò mò đi vô trong cha xứ nó tôi không biết dạy, nhưng nhiều khi mà chẳng có những con đi tu một thân của mình mẹ mất sớm, sợ nhất là mình là ngay nuôi, cuối cùng mình chơi bài liều ngày liều mình cũng phải liều chứ nghĩ là đi tu, sợ nhất là mình bị mấy gì nhỏ này đi con ngày khánh á cha đi vào gặp từng người gặp hết anh chị của hai thằng con gặp con với nhau mà đủ về đủ cho đâu thì như vậy không chịu gặp nữa. Rồi ngày ấy có một anh em đang đi với chúng ta nhà để cái gì đó xin lỗi đi về con mình chưa kể tao như mày đấy cuối cùng anh chị ở lại hết cho đến giờ này là và cuộc đời cũng chật vật lắm, ta thì mạnh đâu cũng chính lên lên mấy cái đủ đẹp như lắm chỉ vì cái vợ thật thà thẳng thắn thường thuận thiện một vị bề trên mới biết có quyền bị tiểu thư nằm danh tố chạy tới nơi hầm em biết như tố anh chưa có ai nữa một tuần lễ mất ăn mất ngủ. Dạ cứ ăn cho mẹ em để ăn ra, tôi có ăn cứ như vậy đâu mà tới ví mà em để biết cứ tố ăn. Anh ác, anh chưa chọn anh ác chứ. Rồi cuối cùng sống đó nó cũng qua. Nói gì vậy để các gì thì mình bây giờ bỏ tôi. Mình bỏ Chúa chứ không bây giờ bỏ tôi. Và rồi mình thấy tình tự nhiên. Và Chúa thương mình lắm. Hát mà
bài đi. Cái bài mà con cảm nhận rất là thích trong cái lời thánh văn thánh tuần 23, xin mời vị đại khác mới gì hát cho con nghe tâm tình đó. Chính vì cái tâm tình đó để con sống và con đi dẫn đạt qua luận bốn tâm nhưng chưa vẫn thương mình. Đối tượng đời mình là một cái đặc thành, mình lo lắng cái gì đấy.
hơn nhau là mình không cảm thấy thân thương mình rồi mà mình cảm thấy thân thương mình. Và nếu mình thương nhau rồi, không giờ mà ghét mình. Con cái trong nhà nhớ đi, là cha là mẹ thương đứa nào không ngoan đó, mà đứa nào không ngoan thương á, mà rồi cũng hay đó, đứa nào bỏ lỗi cũng thương đó, thấm hơn không? Ở đâu tổ thì nó ở đâu có tâm sủng có tâm tràn. Nhưng con cái nó cũng người nào cũng làm cái gì đó làm nên tổ. Nhưng mà tại sao vẫn có đôi khi ngồi trước mặt anh chàng này suy nghĩ yếu quá, tại sao mà con tội lỗi thế này, mà tại sao Chúa lại thương con không hiểu, biết Chúa buồn thì con buồn. Rồi cái suy nghĩ cái cuộc đời của mình cái suy nghĩ sẽ như nhau. Chúa đã bỏ là Chúa chọn mình từ khi mình còn ở trong lòng mẹ, và Chúa gìn giữ mình như ở trong cái ống tay để rồi Chúa sử dụng mình. Tâm tình của mẹ Elisabeth chúng ta rất là hay, là Chúa con như cái ống chì nhỏ trong bàn tay của Chúa, để rồi Chúa cứ vậy, Chúa cứ vậy nên đời con theo cái ý của Chúa. Có những lúc nó bị cùng, xin Chúa cứ mãi cứ dùng cho tới ngày cuối cùng. Tâm tình đó phải có sức hay, mình cứ khó khăn và mình cứ đi, Chúa không thua lòng quảng đại của mình. Chính vì thế nên con cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Dẫu đã qua những luận tâm muôn tối tăm, nhưng mà Chúa vẫn ở cùng mình. Mình cứ bước đi và mình cứ bình an. Và nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Maria để được cùng xin với mẹ Maria và học với mẹ Maria như trong gian tiên mình mà chúng ta được nghe. Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ để mình thấy rằng với mẹ ơn cứu độ là đủ, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là phù vân mà thôi. Nhìn mặt là chúng ta suy nghĩ thánh sau sáng hôm thứ năm vừa rồi, con về Sài Gòn, con đi dự lễ dỗ 100 ngày của Đức Phật con. Thật sự nó xét cho bằng hồn con cũng chẳng biết ngày, ngày cũng chẳng biết con. Con vừa thấy ngày có biết tôi quỳ một tên trực tâm hình kỷ niệm của một bốn tên ở nhà Phật Hồng Pháp. Và tâm hình đó là tâm hình cuối cùng. Trước đó có trực tư ngày bản tâm, trực kỷ niệm khi mà trực tư quan hệ mạng. Đẹp đó không có đẹp trai, mặc hai cái áo tím, còn cái áo lên đi chung và còn cái áo tiếng này đi chung. Đi tới nhà nguyện tiền thủy vị 5:36, 6:08. Ban tổ chức thủy vị mấy trăm cái ghế còn cái bàn thờ to. 5:45 cái xe mà tháo lại. Hàng cái đó vẫn không có ai ngồi. 5:55 tập hàng đó vẫn trống không. 6:08 hàng ghế đó vẫn không ai đến. Ngôi biệt đường của tiền chủ nghĩa Sài Gòn, số lượng người chắc tập một phần tư với ngôi biệt đường của mình. Để mình nhìn thấy một cái lễ đồ nó lạc lạc chứ không đi được ra gì đâu. Còn chức một quyền thì người ta đến ba tất tên mới thật là nhà nên họ ở như đời của mình. Đại Chúa xin đại Chúa con đi tháng ngày mình sống để mở hồng tâm trí của khôn ngoan ấy. Vậy mà cứ tin tưởng tưởng mình lộn nghe sống cả mình cứ tưởng mình làm đức này đức kia đức tin mau này đó nên đường nằm đó mai nhớ tới đó từ bờ cái ngày mà ngày mất thì biết bao nhiêu người chạy tới khóc để tay quay phim chụp hình lên mạng. Giờ ta nhớ đến ngày hôm nay, con người nó là như thế, phụ hoàng. Chỉ có một mình tình yêu Giê-xu là bền vững cuộc đời của mình. Tính văn hòa mình đi ăn xin tình thương hại của người này người kia. Mình đi ăn xin lòng thương xót của người này người kia. Tại sao mình không ăn xin lòng thương xót của Chúa?
và mình không cảm nhận Chúa là đúng trong cuộc đời của mình để mình đi loay hoay. Cha thiên liên, bố thiên liên, có ai bền được mà cái cha này, cái cha này nằm mãi đứng chạy đi đâu hết. Cha thiên liên, cha thờ tộc cũng cảm xúc hai em được mình hai lo đi đơn cứu độ của mình, chỉ có một mình mình này. Và Maria là cái người khôn nhất, bởi vì mẹ Maria đã cứu vãn đến cứu độ trong đời của mình và đối với mẹ vẫn lo là đủ. Xin dừng lại cái xíu khác nữa. Tại vì sao? Cái gì phòng áo của anh nó cứ xíu dài 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 dài. Dạ thưa gì con học lớp ba, cô giáo chết trường chạy cầu khờ, không có tiếng chữ, nên phải mượn bài hát để gửi lên cho cái tâm tình và chia sẻ của mình. Chứ còn con nếu mà chọn thì không có gì lắm, không biết là đó. Con thích cái tâm tình trong trang viên của ngày hôm nay và mời cậu bạn cùng với con để mình nói lên với Chúa tâm tình như mẹ Maria. Cuối cùng cũng nằm ở cái nhà nhỏ kia để
chiều ba giờ chị em kêu ta không gian dài không tới còn tới cái chi gian chị em kêu xong chăm cho mình chạy ha và làm chú thì tất cả bà con thân xin chú tiếp tục nhìn nhìn chúng ta trong những ngày còn lại của chúng ta. Tất cả các con hãy nhận được lời
kìa là chính thống thầy món ăn mới và cũng đủ sẽ đủ ăn cho các con và nhiều việc khác rồi các con làm
định sẵn lộ trình cho em. Con ra đi mời đến những người chiến thiên chưa vui. Thank you.
Lạy Chúa, những ngày chỉ trì con thủ phong linh mục, con đã được làm một nhịp đức tin để tôn vinh Chúa quyền vị cao cả. Xin cho trọn cuộc đời chúng con trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhận đi tô cho chúng con. Thánh lễ đã quá dài, đừng mà thánh lễ thật. Con xin lỗi vì hôm nay con lỡ lời, phải nói dài. Phải nói lời cảm ơn. Sự ca thì cảm ơn chúng con đủ vì tình thương của nhà dòng dành cho con. Đặc biệt xin các ngoại nhớ cầu nguyện cho con những khuôn mặt đầy hiền phước. Con mắc nợ với con gái bé con. Cái duyên cái nợ người ta không bỏ nhau được. Bà chủ cũng bà đẻ con ra, xong rồi bà bỏ rơi con 12 năm trời. Ngày con còn làm thầy, con đã từng chui vô cái nhà bên kia được ăn, được uống, được gói mang về. Bà đẻ con ta ra xong rồi dịch. Bà hay lấy lực về nuôi tiếp. Cuối cùng mình là con cũng cảm ơn hai bà. Bà để bộ thương khi con làm thầy. Bà đẻ xong rồi dịch đi luôn, nhỏ vơ vơ. Nhỏ đi đâu đường xó chả là bà hay để về cái người này đến đây kỷ niệm với hai mươi 12 năm rồi chứ không phải mới đây đâu. Có cái gì mới nói chuyện mà con là bà chứ bà phải một quả nhìn con trai mặt ra. Một lần nữa con xin cảm ơn cả nhà có gì bỏ qua cho con, xin tiếp tục cầu nguyện cho con. Không đúng hứa nhưng mà hy vọng mình sẽ là một thành viên của các ơn để vui buồn sinh khổ con nhau. Con xin cảm ơn cả nhà. Chúa cùng chị em. Chúa cùng cha. Xin Thiên Chúa.